Vâng. Anh Ngọc Trọng và Linh Nga cảm ơn quý vị. Dạ vâng. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi trở lại với chương trình tin tức Breaking News cùng với Linh Nga. Chúng tôi muốn mời quý vị nghe lại cái bản tin mà mấy ngày nay vẫn còn rúng động người dân ở đây, là cái vụ mà tai nạn, vụ cháy tàu ở ngay California, ở gần Santa Cruz, là cái bờ biển rất đẹp. Và cái vụ này cho đến giờ này thì có cái lạ là FBI vẫn còn điều tra, chưa biết cái nguyên nhân thực sự lúc đầu nó cháy là do cái gì, chạm điện hay là do mình nấu nướng hay là một cái sơ hở nào đó, mà nó lại xảy ra giữa cái lúc mà khoảng 2-3 giờ đêm, là cái giờ mà tất cả đều yên giấc, thành ra bất ngờ quá. Và với một cái người ta thắc mắc là với cái chúng ta đã đang sống ở cái thời kỳ khá hiện đại bây giờ, mà tại sao lại những điều kiện về an toàn cho một chiếc tàu như vậy nó có vẻ không có gì là đầy đủ, mà tại sao cho được phép đi biển như vậy, cho nên nó mới dẫn đến một cái tai họa mà không ngờ là tới, chúng ta hiểu là 34 người chết, trong đó coi như 39 người đó, nhưng mà 6 người thuộc về thủy thủ đoàn, tức là crew đó. 5 người. Đây, 5 người trong này thì ghi 6 là dạ, 5 người thì là thoát được, còn lại có 2 thủy thủ đoàn cũng bị thiệt mạng trong đó, cái vụ này luôn. Trong cái vụ này thì cái tàu là Conception, tên rất hay, và trong khi đang đậu ngoài khơi đó, quý vị thấy không, mà nó bốc cháy và nó đi đến một cái thảm trạng, mà một cái thảm họa mà có thể người ta nói là rất là hiếm hoi, và nó gây cho tất cả cái dư luận họ rất thắc mắc, và còn nhiều cái câu hỏi muốn đặt ra là tại sao nó xảy ra như vậy, và với cái điều kiện tương đối khá hiện đại bây giờ mà lại để xảy ra những cái tai nạn mà nó không đáng tiếc như vậy, số người chết khá lớn. Dạ vâng, và thưa quý vị, thì cái bản tin sáng nay mà chúng tôi cũng nhận được là gọi là cập nhật về cái bản tin mà cái vụ cháy tàu California này, đó là cái việc mới nhất là ông chủ của cái tàu này là cái người đầu tiên đã đệ đơn kiện lên tòa Los Angeles, chứ lại không phải là gia đình các nạn nhân đệ đơn kiện. Thưa quý vị, đó là cái vụ việc mà nó gây bất ngờ, và cái ông mà cái vị mà luật sư đại diện cho các cái nạn nhân, ông nói là ông bị shock. Đúng rồi. Ông bị sốc là bởi vì gia đình các nạn nhân còn đang than khóc, chưa tìm thấy hết thi thể, chưa kịp bury, chưa chôn họ xuống, thì cái ông chủ tàu là người đã đệ đơn kiện lên tòa Los Angeles vào sáng ngày hôm nay. Nguyên nhân ông ta đệ đơn kiện, người ta nói cái lý do là ông ta đệ đơn kiện là bởi vì ông ta muốn tìm cách trì hoãn thêm cái thời giờ mà các gia đình nạn nhân có thể sẽ kiện ông ta, và cũng như là để giảm những cái mà gọi là trách nhiệm pháp lý, mà đây là một cái luật liên quan tới luật hàng hải của Hoa Kỳ đã đưa ra từ cái thời trước cái thời nội chiến liên quan tới vấn đề này. Tức là ông ta tìm cách, ông ta đệ đơn kiện trước là để ông ta bảo vệ cái tài sản của ông ta, và gọi là thâu gom những cái mà của mình, ông ta đưa vô một cái vòng tròn an toàn trước khi mà gia đình các nạn nhân có thể đệ đơn kiện ông ta. Thì cái việc này, thưa quý vị, người ta nói rằng nó rất là immoral, nó rất là vô đạo đức và gây sốc cho rất nhiều người. Tức là đúng, ông luật sư mà ông cảm thấy ông bảo là ông sững sờ đó, shock đó, thưa quý vị, và ông không ngờ là trong lúc các gia đình nạn nhân còn đang chưa có hoàn hồn, chưa có get over, chưa có recover, mà về cái tang quá lớn đi, một cái vụ tang thương mà ông lại chưa gì ông tính chuyện đó, thì mình hiểu là có thể ông này ông play game lên Nga, tức là ông ấy muốn sợ là thế nào trong tương lai thì cũng sẽ bị kiện, bởi vì không, cái này điều là đó nó sẽ diễn ra. Dạ, diễn ra chắc chắn là vì những cái thiệt hại nhân mạng là vụ nghiêm trọng chứ không phải là chuyện đùa, thì ông ta vội vàng, ông ta tìm cách để mà cho nó nhẹ, ông ta tính trước đó, coi như là ông ta khôn, ông ta đi bước trước. Cái đó người ta gọi là tiếng Mỹ gọi là cunning đó, thưa quý vị, là gian xảo đó. Đúng rồi. Gian xảo đó là ông ta tính đường chuồn đó, chạy trước, là tìm cách là đệ đơn kiện chúng nó trước, rồi là mình chạy trước để mà bảo toàn tài sản cho mình đã, trước khi là, và ông ta mượn cái cớ của cái luật hàng hải ra từ trước thời nội chiến là để giảm những cái trách nhiệm pháp lý cũng như là kéo dài, bởi vì theo được biết là nếu mà ông ta đệ đơn kiện trước thì nó sẽ mất, các gia đình nạn nhân sẽ phải chờ đợi 6 tháng rồi mới tính đến cái việc mà họ mới được quyền là đệ đơn kiện ông này. Cho nên cái việc này cho thấy ông ta là một người mà rất là immoral, rất là vô đạo đức và cunning, rất là gian xảo. Thì nếu mà nói theo danh từ mà quân sự chính trị đó, thì nó gọi là preemptive strike, tức là đánh trước, ông chưa, trong khi bên kia chưa ra đòn là ông lừa ông làm trước để mà hy vọng là cái tội ông sẽ nhẹ đi. Nhưng mà dĩ nhiên vụ này không phải là đã thiệt hại mà nhân mạng lên tới cái số cao như vậy, thì chắc chắn là ông này cũng rất là nhức đầu trong những ngày tới. Nhưng mà chỉ có cái mình đáng tiếc thôi, là đó, một cuộc đi chơi
của một cái giới mà tương đối thượng lưu. Quý vị, chúng tôi cũng đã giải thích về cái scuba diving là một cái môn chơi của giới thượng lưu. Những người nghèo không chơi được đâu, là vì chúng ta phải đóng lệ phí, rồi phải thi bằng như là bằng lái xe, rồi nhiều cái điều luật khác. Nhiều cái chúng ta mới vô được những cái club đó, những cái câu lạc bộ đó. Thành ra một cái cuộc đi chơi mà không ngờ nó trở thành một cái tai họa, mà nhiều gia đình sẽ cái nỗi đau này không biết đến chừng nào đây. Và yeah, đó là cái mà người ta rất ngại, là tại sao mà những cái chuyến đi chơi trước đây thường lắm, nhiều lắm chứ, nhưng mà tại sao lại cái yếu tố an toàn của cái tàu nó có vẻ bị coi nhẹ như vậy, họ không đặt nặng. Không, thì qua cái việc mà ông chủ tàu này, cái tàu có tên gọi là Conception, qua cái việc là ông chủ tàu này có cái hành động như vậy, là quý vị và cũng như là anh Trọng và Linh Nga đã biết ông ta là con người như thế nào rồi. Đúng rồi. Và ông ta rất là gian xảo. Cũng như cái tên của cái công ty có tên gọi là Truth Aquatics. Truth có nghĩa là sự thật. Ông ta nói là sự thật, đã tên công ty là sự thật, nhưng mà quý vị thấy cái hành động của ông ta như vậy. Và cái việc mà ông ta train, ông ta huấn luyện các cái thủy thủ đoàn của ông ta, nó cũng cunning note, tức là khi mà cái sự việc nó diễn ra trong khi vụ cháy tàu nó diễn ra, thì cái thủy thủ đoàn là có 6 người, có 7 người thưa quý vị. Thì 5 người thủy thủ đoàn là 5 người duy nhất đã thoát nạn, là khi họ thấy lửa cháy họ jump xuống biển, họ chạy, họ thoát thân luôn, để mặc cho tất cả các nạn nhân là phải bỏ mạng ở trên cái tàu. Qua đó cái cách là ông này train những cái người thủy thủ của ông ta đã là thế là wrong rồi, tại vì cái trách nhiệm của những người thủy thủ và những người bảo vệ trên cái tàu khi mà những người hành khách gặp nạn, thì anh ta phải là hy sinh cái tính mạng của mình để mà bảo vệ cho người ta trước, chứ không phải anh thoát thân anh trước và để cho họ tử nạn như vậy. Thì qua cái việc này đã thấy cái lối gọi là management của ông này nó có problem, nó có những cái vấn đề. Ông ta đã có những cái hành động như thế, và ngay sau khi vụ việc diễn ra, trong lúc người ta còn đang đau đớn, thì ông ta đã để đơn kiện để mà tìm đường thoát thân trước, thưa quý vị. Đúng, cái đó thì cũng bị dư luận lên án lắm. Tức là cái nhóm crew đó, nói chung là cái nhóm gọi là thủy thủ đoàn đó, đã lo cái an toàn cá nhân mình trước, và nhảy đến nỗi mà trong đó có mấy ông gãy chân đó. Cái bản tin lúc đầu gãy chân thì đó, vẫn còn sống đó, tức là ý nói là tranh giành nhau quá để mà thoát thân đó. Thực ra là đến nỗi mà nhảy xuống mà bị gãy chân, thì chúng hiểu là mấy ông chỉ lo cho cái an toàn cá nhân, mà lẽ ra cái trọng trách của cái captain, cái thuyền trưởng cũng như cái thủy thủ đoàn là phải trong lúc nguy cấp, lúc đó mới là cần cái sự giúp. Nhưng mà mấy ông này đã, cho nên những người này là những người được sống sót, còn nghĩa là hành khách kể như là nướng hết dưới đó và chết cháy, thì quý vị hiểu là nó thê thảm như thế nào. Dạ, tại vì người ta tìm được 20 cái thi thể là ở dưới nước, nhưng mà sau đó người ta tìm được thêm 6 cái thi thể kia đấy thưa quý vị, là trong cái đống đổ nát, nó rất là thương tâm. Và nếu mà những cái người thủy thủ và ngay cả ông chủ này và nếu có cái vị thẩm phán có lương tâm và biết tìm đến công lý, thì những cái vị này cho dù họ có thoát thân được thưa quý vị, thì họ cũng phải dành cái thời hạn khá dài ở trong tù sau này nữa. Đúng rồi. Yeah. Thì bà thượng nghị sĩ của California, quý vị cũng biết đó, bà Dianne Feinstein, bà cũng lên tiếng ngay. Bà này thì dĩ nhiên quý vị hiểu là bà ấy là một thành viên của Dân Chủ, Đảng Dân Chủ, và đại diện cho cái bang của mình đây, California, yêu cầu là phải có một cuộc điều tra rất đầy đủ và chi tiết về vụ hỏa hoạn này. Và bà cũng phát biểu là tại sao mà không, một cái điều mà chúng ta không tưởng tượng được là với tất cả những quy định an toàn của xã hội tân tiến hiện nay, thế mà lại để xảy ra một vụ mà tử vong mà rất là đáng tiếc như vậy. Yeah. Thì thưa quý vị, là đó là những cái bản tin mới mẻ nhất mà chúng tôi cập nhật được về cái vụ cháy tàu, mà đây là một vụ cháy tàu rất là dữ dội tại California diễn ra trong tuần vừa rồi, với cái số lượng hành khách là tử nạn lên tới 100%. Và thưa quý vị, kế tiếp là cái bản tin về cháy rừng tại Merida, thì chúng tôi cũng có một số các cái bản tin cập nhật và xin được lướt qua trước khi chúng tôi đi vô một cái bản tin rất là quan trọng của chương trình ngày hôm nay. Thì cái vụ cháy rừng tại Merida và ngày hôm qua thì nó đã thiêu rụi là 1.400 mẫu, và ngày hôm nay là cái số đã lên tới 2.000 mẫu, và nó đang lan rộng với tốc độ nhanh ngoài kiểm soát hiện nay tại California thưa quý vị. Thì cái bản tin chúng tôi được biết là cái trong suốt cái ngày hôm qua thứ năm cho đến tận đêm, thì những cái binh sĩ cứu hỏa đã có mọi cái nỗ lực có thể được để kiểm soát cái đám cháy có tên gọi là Tenaya Fire ở cái khu cộng đồng là La Cresta ở gần kế Merida, California. Thì đám cháy này bây giờ nó đã thiêu rụi là 2.000 mẫu, và cái lệnh di tản dân cư vẫn còn hiệu lực, tức là người dân vẫn chưa được trở về nhà. Và cái đám cháy này được biết là nó bùng lên ở gần cái khu đường ở Teneja, và cái đường là Clean and Keith, gần cái dãy núi có tên gọi là Santa Ana, vào khoảng 4 giờ chiều ngày tối, chiều thứ tư
Và khi được báo cáo thì cái đám cháy lan rộng vào khoảng là 25 mẫu mà thôi, nhưng ngay trong đêm thứ tư, trong ngày thứ năm, nó đã thiêu rụi hơn 1.000 mẫu nữa. Và hơn 500 lính cứu hỏa đã được đưa tới để đối phó với cái trận cháy rừng. Và hiện nay thì nguyên nhân vụ cháy chúng tôi vẫn chưa được biết và vẫn đang được điều tra. Và người ta có một số cái đợt sấm sét nó đã hiện diện tại khu vực này trong hôm qua, thì người ta hy vọng là sẽ có mưa để mà từ đó thì sẽ giảm bớt những cái mà thiệt hại về người và của tại khu vực này. Chính cái vụ mà wildfire quý vị ở đây đó, cháy mà rất là nhanh chóng, và nhiều khi nó xảy ra chỉ vì những cái nguyên nhân rất là tầm thường. Có những lần họ đã phát hiện ra những trẻ em đã bonfire, tức là lửa trại đó, rồi quên mà rút đi mà không dập tắt trước khi đi, rồi cái một vài em thì ném cái tàn thuốc, mà không ngờ đến lúc họ điều tra là từ cái khởi đi, từ những nguyên nhân rất là nhỏ nhặt. Cho nên là cái đó là mỗi người dân chúng ta cũng phải để ý, nhất là những em nhỏ phải được các phụ huynh hướng dẫn, vì những em nhiều khi không có trách nhiệm đó, đôi khi nó cũng xảy ra. Mặc dù là có nhiều cái vụ thì nó tự nhiên thôi, bộc phát do khí hậu, do những hoàn cảnh chung quanh, nhưng mà cũng có nhiều lần họ đã tìm được cái thủ phạm, tức là đã vì do vô ý hay là cố tình, có chưa kể một số em nghịch ngợm nữa và đưa đến những cái hỏa hoạn rất là đáng tiếc. Dạ. Thì thưa quý vị, đó là những cái tin mới nhất chúng tôi xin cập nhật tới quý vị về cái vụ cháy rừng tại Merida trong những ngày tới đây. Vụ cháy này nó lan rộng hay là nó được giảm bớt hay được dập tắt thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục cập nhật tới quý vị, bởi vì khu vực này cũng khá là gần với Orange County, tại vì thuộc là quận Riverside, thưa quý vị, Riverside County. Và cái bản tin chúng tôi cũng muốn lướt qua nữa là một cái tin là, thưa quý vị, liên quan tới vấn đề về việc hút thuốc lá điện tử e-cigarette mà cách đây vài ngày anh Ngọc Trọng và Linh Nga đã gửi tới quý vị một cái sự nói về cái bản tin là cái sự nguy hiểm của thuốc lá điện tử. Thì vài ba ngày trở lại đây, những cái tin nó cập nhật liên tục, và ngày thứ tư thì có một người đã tử nạn vì thuốc lá điện tử do cái gọi là vấn đề liên quan tới phổi là lung disease. Và khi mà người là hút vô thì nó bị là lủng phổi đó, thưa quý vị, và những cái vết thương trong phổi. Tới ngày hôm qua thứ năm là người thứ nhì, và hôm nay thưa quý vị đã có người thứ ba chết vì bệnh phổi lung disease sau khi hút thuốc lá điện tử tại Hoa Kỳ. Đúng, thưa quý vị, là cái gọi là vaping đó, là cái từ mới sau này đó, chứ lúc đầu nhiều người coi cũng không hiểu tại sao đặt ra cái đó. Thì là cái hút thuốc lá mà e-cigarette đó, và cứ cho người ta cái cảm tưởng là cái này nó không độc như là cái hút thuốc thật. Cho nên lúc đầu họ đã ào ạt đi mua, nhất là giới teen, thành ra tập cái thói quen. Và có thể nói là về thương mại thì cái device này thì là rất là thành công. Lúc đầu mình thấy những người bạn của tôi mà đang hút thì họ đều chuyển qua, và họ cứ an tâm cho rằng mình lúc này mình sẽ không hít những cái chemical, những cái thuốc độc hại, những cái chất nicotine. Nhưng mà bây giờ rõ ràng thì họ lại chứng minh, sau này quý vị cũng hiểu là hút cái e-cigarette này nó còn độc hại hơn cái thuốc thật đó. Mặc dù là chúng ta biết là cái luật thì require là phải viết trên cái bao thuốc là thuốc lá sẽ làm hại sức khỏe cho bạn, nhưng đã mấy người chịu listen cái đó thì Nga thấy không, cho nên họ vẫn hút một cách vô tư. Và bây giờ thì càng ngày chúng ta thấy càng nhiều. Đó là chưa kể cái bệnh gọi là emphysema, tức là cái bệnh mà tạm mình dịch đó là khí thủng gì đó. Chúng tôi thấy có một vài cái tên Việt Nam, đôi khi mình dịch nó không có chính xác lắm. Tức là emphysema là cái bệnh lúc đó bạn sẽ khò khè, rất là khó thở. Cũng thuộc về lung đó, cũng thuộc về cái đó, là cũng tác hại mà trực tiếp của vấn đề hút thuốc. Thì đó là cũng nhiều người bị lắm, thành ra rất là phiền. Bây giờ thì lại thế, có thêm một nạn nhân là mới mất, một người mới, vì người cái đó thứ ba rồi. Vâng. Thì ít nhất là cũng cảnh báo tiếp để cho quý vị biết là đó vẫn là một cái thói quen không tốt, và chúng ta nên cố gắng bỏ ngay, càng sớm càng tốt. Dạ, thì thưa quý vị, là được biết là cái người nạn nhân thứ ba này, chúng tôi cũng xin nói qua một chút xíu là đã lìa đời tại Oregon hồi tháng 7 vừa rồi đó, và đầu tháng 8, sau khi mà sử dụng cái thiết bị hút thuốc lá điện tử và có chứa cần sa. Và các giới trách cho biết là cái triệu chứng của bệnh này tương tự với hàng trăm ca bệnh phổi khác đã được báo cáo tại Hoa Kỳ, với hầu hết người bệnh là thiếu niên tuổi teen hoặc là người lớn hơn một chút xíu. Và tổng cộng là hơn 200 ca bệnh phổi đã được báo cáo tại 25 tiểu bang có liên quan đến việc sử dụng thuốc lá điện tử, theo cái Tổ chức Phòng ngừa Dịch bệnh CDC cho biết. Và những cái người bị bệnh phổi mà có liên quan tới thuốc lá điện tử sẽ có triệu chứng như là thở ngắn, ho, tức ngực, tiêu chảy, sốt và giảm ký, và sau đó họ sẽ dẫn tới việc là tử vong. Vì thế nên là chúng tôi cũng đưa cái bản tin này ra một cách gọi là lướt qua để quý vị cũng biết, để mà ngăn chặn những cái người thân của gia đình mình không nên sử dụng thuốc lá điện tử như là một cái hình thức
thay thế cho việc là hút thuốc lá như trước đây, truyền thống. Một chi tiết nhỏ thưa quý vị là ở đây cái bản báo cáo của Sở Y tế đó, của Indiana cho biết là cái tuổi mà bị những cái bệnh nhân đó, nặng nhất là trong 16 đến 29 tuổi. Đó là những trường hợp mà họ mới phát hiện ở đây và đang chữa trị đó. Cái số bệnh nhân trong lứa tuổi đó là nhiều nhất. Dạ. Và thưa quý vị, thì sau đây chúng tôi cũng lại tiếp tục lướt qua một cái bản tin khác là nó là liên quan tới cơn bão Dorian mà quý vị cũng biết là đang hiện nay đang hoành hành trên khắp cõi Hoa Kỳ trong những cái ngày gần đây. Thì thưa quý vị, được biết là hôm nay thì cái số người thiệt mạng do cái cơn bão này gây ra đã lên tới 34 người. Và có nhiều cái thước phim mà chúng tôi coi được cho thấy toàn bộ những cái hình ảnh ở cái khu vực là Bahamas mà cơn bão đi qua, nó ập vô đầu tiên đó. Cho tới ngày hôm nay thì hầu hết những kiến trúc ở nơi đây đã bị phá hủy hoàn toàn. À, cái cơ sở hạ tầng đó quý vị là bị phá hủy mà mình nhìn thấy hoang tàn quá. Mà Bahamas quý vị biết là xứ được đã từng được mệnh danh là thiên đàng hạ giới mà. Chỗ mà quý vị đi những cái crew hay là hay đến nghỉ mát ở những khu resort và nổi tiếng lắm. Mà bây giờ thì mình nhìn thấy cái trên hình ảnh trên TV đó, mình cảm thấy rất là buồn cho cái những cái thiên nhiên. Và đôi khi người ta nói là những cái cơn giận của thiên nhiên, đất trời. Cơn giận dữ. Cơn giận dữ đó. Thành ra là không biết như thế nào. Và trong cái đối Mỹ thì họ hay nói là act of God, tức là cái hành động của thượng đế, của God là mình không giải thích được. Thì rất là tiếc. Và những người những người cư dân họ đứng họ chỉ cần biết nhìn những hình ảnh đó và than khóc là vì đây là những căn nhà, những chỗ mình đã ở trước đây bao nhiêu năm không sao, mà bây giờ không ngờ một cơn bão tràn qua thì nhìn lại nó như là sau một cái cuộc chiến hoang tàn hết, nghĩa là không còn một cái gì hết, trở lại giống như chúng ta nói là trở lại thời kỳ mà đổ đá đó. Thì thưa quý vị, là những cái bản tin mới nhất chúng tôi nhận được về Dorian thì biết là hiện nay cơn bão nó đã di chuyển về khu vực North Carolina và South Carolina thì đều có cái lượng mưa hiện nay đã lên tới 25 cm ở một số khu vực. Và cái người dân ở nơi đây họ đang phải chuẩn bị để đón có thể là cái nguy cơ là diễn ra lũ lụt và lũ quét ở nơi đây. Và cái việc này thì nó sẽ đe dọa tới tánh mạng của người dân rất là nhiều. Cũng như quý vị biết là hiện nay cái số người thiệt mạng ở Bahamas là 34 người. Nhưng mà giới trách nơi đây nói rằng con số này có thể chưa dừng lại. Số tiên lượng là cái số người mà thiệt mạng sẽ còn tiếp tục là lên nữa trong những ngày tới đây. Còn hầu hết tất cả những cơ sở hạ tầng ở nơi đây thì đã bị phá hủy. Cái tình cảnh thì nó rất là tang thương thưa quý vị. Và cũng hôm qua thì anh Ngọc Trọng và Linh Nga cũng gửi tới quý vị là có một cái người đàn ông giấu mặt giấu tên, ông ta đã bỏ gần 50.000 Mỹ Kim để mà mua hơn 100 cái máy phát điện để gửi cho người dân. Bởi vì quý vị biết là vào chiều ngày hôm qua cho tới sáng nay ngày 6 tháng 9 thì hơn 200.000 gia đình và các cái cơ sở mà thương mại đó tại miền tại South Carolina đã bị cúp điện. Và người ta nói cũng là ít nhất 20 trận lốc xoáy cũng đã diễn ra tại North Carolina và South Carolina. Và cũng có nhiều trường hợp người ta nói là đã tử nạn, là giống như là bị lũ quét rồi bị gặp tai nạn hay là bị té xuống trong khi cơn bão nó kéo qua thưa quý vị. Chỉ có một cái điều hơi vui là khi mà nó trở lại đó vào Hoa Kỳ đó thì cơn bão đã nhẹ đi. Bây giờ nó xuống cấp 1, cấp 2 thôi. Chỉ có lúc nó lên tới cấp 4, cấp 5 quý vị cũng hiểu đó. Cấp 5. Với tốc độ gió bây giờ nó xuống bớt thì cũng đỡ. Và người ta hy vọng là nó sẽ không có tàn phá lắm. Dạ. Thì thưa quý vị, bây giờ cũng đang là mùa bão cho nên chúng ta cũng đang sẽ phải đối mặt với nhiều những cái nguy cơ, sẽ phải đón những cơn bão kế tiếp nữa. Thì cũng hy vọng rằng là thiên nhiên cũng sẽ nhẹ tay hơn với con người, và chúng ta cũng mong chờ những cái điều mà chúng ta tiếp tục là cầu nguyện cho những cái nạn nhân mà và gia đình của họ tại những khu vực mà đang gặp bão hiện nay. Và thưa quý vị, cái bản tin cuối của chương trình ngày hôm nay, tại do thời lượng của chương trình nó cũng không có nhiều thì chúng tôi xin gửi tới quý vị là một cái bản tin mà vừa mới đăng tải trên trang nhất của cái nhật báo của Pháp Quốc hôm nay, đó là cái nhật báo tiếng Pháp gọi là Libération. Và trên chúng tôi cũng nhận được cái bản tin này trên cái tờ RFI tiếng Việt cũng loan báo là cái tựa đề là không thể dung thứ. Và đây là cái nội dung của cái bài viết mà không thể dung thứ. Nó nói về cái việc là người Duy Ngô Nhĩ và đặc biệt là trẻ em Duy Ngô Nhĩ hiện nay thì đang bị tẩy não bởi chính quyền Trung Cộng. Và cái việc này thì nó cũng có liên quan rất nhiều tới cái vấn đề về phía Trung Cộng và Việt Nam. Thì chúng ta cũng hiểu đó là cái mộng Trung Quốc đó, mộng Đại Hán mà,
Thành ra là lúc nào họ cũng muốn chiếm cả đất lẫn con người. Mặc dù hiện bây giờ họ đã 1.4 tỷ, quý vị nên nhớ, dân số vẫn là nước lớn nhất thế giới mà, kế đến là Ấn Độ. Nhưng mà lúc nào họ cũng muốn đồng hóa, gọi là assimile đó, tức là họ muốn đồng hóa những dân tộc nhỏ nhỏ chung quanh, kể cả Việt Nam mình đang trong cái process đó thôi. Và chúng ta cũng rất lo ngại. Thì chúng ta chỉ biết là trước đây Duy Ngô Nhĩ rồi những nước như Tây Tạng, Tân Cương, Mông Cổ vân vân đã từng trước đây là những nước riêng, nhưng mà Trung Quốc đã lần từ từ lấn chiếm bằng cách này cách khác, kể cả những kế hoạch họ rất là tinh vi cho lấy vợ lấy chồng để những cái thế hệ sau đẻ ra là không còn là người địa phương nữa, mà vào một cái dòng lớn của Hán tộc, tức là hoàn toàn là Trung Quốc muốn độc chiếm cả thế giới, cả toàn cầu. Thành ra bây giờ thì cái bản tin này để cho mình thấy một trong những cái chi tiết đó thôi, chứ cũng không có gì lạ là họ tẩy chay, họ tẩy não những em trẻ em ngay từ tiểu học, là mục đích là để huấn luyện những con người lớn lên hoàn toàn chỉ còn biết có Trung Quốc và quên hết cái gốc của mình là Duy Ngô Nhĩ, hoặc là ngay cả những người Pháp Luân Công, quý vị thấy không? Rất nhiều lý do là Trung Quốc luôn luôn muốn lấn chiếm và đồng hóa và biến thành người Trung Quốc hết, mà những cái nguồn gốc dân tộc đó là lý do mà hiện bây giờ ngấm ngầm người ta cũng nói đó, cái lo lắng đó là trong các cái bất mãn, trong những cái bất ổn của Trung Quốc là có cái bất ổn về sắc tộc nữa, người ta thù hận lắm. Cho nên bây giờ thì quý vị thấy có vẻ như vậy, nhưng không biết lúc nào đó là một cái lò lửa, không biết lúc nào nó có thể bùng lên. Cho nên là họ có những cái ấm ức và họ có những uất ức, và họ chưa có cái dịp để mà bung ra thôi. Thành ra coi vậy, nhưng mà Trung Quốc vẫn bất ổn lắm thưa quý vị. Không biết lúc nào nó có thể bùng nổ một cuộc cách mạng, một cuộc chém giết. Và đối với một cái nước mà đại quốc như vậy thì nó cái vấn đề nó có thể rất là nghiêm trọng. Vâng, thì thưa quý vị, là trong cái bài xã luận trên cái tờ Libération thì họ nói cho biết rằng là hai cái ký giả của cái tờ Nhật San này, họ đã tìm cách họ đi thâm nhập vô cái biên giới của khu vực mà Duy Ngô Nhĩ. Thì thưa quý vị, người Duy Ngô Nhĩ là gì thì chúng tôi cũng xin giải thích qua với quý vị. Người Duy Ngô Nhĩ là còn gọi là một cái sắc tộc của cái người gọi là người Turk. Và họ sinh sống chủ yếu là ở cái khu mà tự trị Tân Cương của Trung Cộng. Ngoài ra họ cũng có mặt tại nhiều nơi khác trên thế giới, chẳng hạn như ở Nga, ở Đức, ở Thổ Nhĩ Kỳ, tại những khu vực Trung Á như Pakistan, Kazakhstan, Mông Cổ, và họ cũng sống tại những khu vực như là ở tỉnh Hồ Nam hay là Thường Đức, những thành phố lớn của Trung Cộng, và có mặt cả ở tại khu vực là thủ phủ của Trung Cộng là Bắc Kinh nữa. Đó là nói chung về cái người Duy Ngô Nhĩ là như vậy. Thì người ta cũng nói trong cái bài viết trên cái tờ Libération, họ nói rằng là mặc dù là cái tình trạng của người Tây Tạng là khiến cho thế giới phải rất là xúc động, nhưng mà thực ra ấy, thì cái người đời sống của người Duy Ngô Nhĩ hiện nay không được ai lưu tâm cả. Thì những cái ký giả này họ phát hiện ra rằng là Bắc Kinh hiện nay đang có cái nỗ lực là biến trẻ em Duy Ngô Nhĩ thành người Hán. Và cái nỗ lực này cái Nhật San này họ mô tả là Bắc Kinh mở ra những cái trường tiểu học và mẫu giáo với những cái tên rất là đẹp, nhưng lại được bao bọc bằng những cái hàng rào điện hàng là 10.000 volt. Ngăn chặn những cái em này là không được đi ra khỏi trường đó, và bị gần như bị giam cầm tù trong những cái trường học này. Cái tên thì rất là đẹp, nhưng mà lại được bao bọc bởi những hàng rào dây thép gai 10.000 volt, thưa quý vị. Và trong đó thì những cái loa phát thanh nó sẽ phóng ra những cái bài tuyên truyền, những cái bài giao giảng mà phía Bắc Kinh muốn cho các em này phải nghe và phải nhớ và phải bị gọi là tẩy não. Ngoài ra cũng có nhiều bốt gác của công an Cộng sản Trung Cộng trong sân trường. Thì như vậy quý vị thấy rằng đây là một cái sự đàn áp và một cái hành động gọi là nỗ lực tẩy não không khác gì thời phát xít Đức cả. Và họ có một cái hệ thống nội trú trong trường, và các em này sẽ phải ở trong hệ thống nội trú này, không được trở về nhà khi mà chưa được sự cho phép của chính quyền Bắc Kinh. Đúng rồi thưa quý vị, là cái điều mà chúng tôi vừa nói nãy đó, cái chủ trương của họ gọi là Hán hóa, có nghĩa là làm cho mình quên tất cả cái gốc gác của mình, gốc gác dân tộc của mình đi. Cho nên bây giờ người Duy Ngô Nhĩ là bị rất nặng. Mà cái năm 49 trong này họ nói đó, lúc mà Trung Quốc nó mới chiếm cái Hoa Lục đó, thì cái tỷ lệ người Duy Ngô Nhĩ, người Tân Cương á, chỉ có là 6%, nhưng bây giờ đã lên tới 45%. Nhưng mà trong đó thì trong bản tin không, này cái người mà không phải là người Duy Ngô Nhĩ mà là cái chủ trương của chính quyền Bắc Kinh đó, là họ đưa người Hán
Đó. Họ đưa người Hán vô, người Hán ngày xưa là chỉ có mấy phần trăm, 6%. Nhưng mà càng sau đó càng thì người Hán đã tăng lên 45% và giờ đây người Hán tại Duy Ngô Nhĩ đã tăng lên 70%, tức là họ tìm cách gần như là nó mang tính chất là một là diệt chủng, còn nếu những người còn sống mà chưa bị diệt chủng thì sẽ phải bị tẩy não, tức là họ tẩy não từ những đứa trẻ đó mới thì có 8 tháng đã bị tẩy não rồi. Đó. Và các em và họ có những cái hệ thống và tổ chức rất là tinh vi. Cho nên và giấu giếm và cho nên không, những người này bảo là cũng không dám tố cáo là vì người thân sẽ bị hành hạ. Những trẻ em này cũng không có dám lên tiếng gì cả, cho nên đây là một vấn đề mà coi như đã bị lãng quên của thế giới. Cho nên là mình hiểu là cái âm mưu thâm độc lắm của người Trung Quốc, họ luôn luôn họ như vậy. Chẳng những về vấn đề lãnh hải và họ còn lãnh thổ, họ còn muốn đây thay đổi con người luôn, có nghĩa là trong tương lai chỉ còn một cái dân tộc là Hán của người Trung Quốc thôi, sẽ dominate hết cả thế cái toàn cầu, thưa quý vị. Họ tham vọng họ rất lớn. Thì cũng như tại sao chúng tôi đưa ra vấn đề về cái người Duy Ngô Nhĩ là bởi vì chúng tôi cũng muốn liên hệ vấn đề này với cái biên giới của Trung Cộng và Việt Nam. Trở lại một số các cái bản tin trước đây, thưa quý vị, thì quý vị biết là thí dụ như chẳng hạn như Quảng Ninh ở miền Bắc Việt Nam đó, là Quảng Ninh là nằm giáp ranh biên giới với Trung Cộng. Thì trong cái thời kỳ vừa qua có rất là nhiều những cái vụ việc, chẳng hạn như là Trung Cộng á, họ tràn sang Quảng Ninh, họ kết hợp và họ bỏ cái tiền vốn ra tài trợ và họ xây, góp phần xây những cái khu vực chẳng hạn như cái trạm hỏa xa tại Quảng Ninh thời gian vừa qua. Một cái điều nực cười mà đáng nói ở đây là khi mà xây trạm hỏa xa tại Quảng Ninh thì Trung Cộng á, đặt những cái biển báo ở cái trạm này mà nó vẫn thuộc là lãnh địa của Việt Nam, nhưng tất cả những biển báo là bằng chữ tàu hết, bằng chữ Hoa hết, chứ không có tiếng Việt ở đây. Đó cũng là một cái hành động mà một cái nỗ lực là nhằm tẩy não cái người Việt. Rồi cái thời điểm đó là có rất là nhiều bài báo họ đã viết về cái vấn đề này, đó là cái hành động mà tìm cách tẩy não cái người Việt nữa. Và ở đây thì họ cũng đã có cái hành động này đối với người Duy Ngô Nhĩ. Thì quý vị cũng thấy rằng là chẳng hạn như là cái người dân chúng tại Duy Ngô Nhĩ là bây giờ họ bị cầm tù và bao bọc là những cái mà hàng rào điện 10.000 volt, bởi vì chạm vô là chết liền. Rồi dân chúng thì bị cấm uống rượu, cấm để râu dài, cấm đặt tên Hồi giáo cho con mới sanh. Và chỉ cần nếu mà họ gọi điện thoại ra nước ngoài thì cũng phải bị vô tù vì chính quyền Bắc Kinh sẽ đặt cho cái tội gọi là cực đoan tôn giáo. Người lớn, thưa quý vị, là cha mẹ của những em nhỏ này thì lại bị học tập cải tạo đó vào những cái nhà tù, thành ra là họ có cả một kế hoạch. Và Việt Nam mình thì kế bên với những cái tin đồn rất nhiều, quý vị cũng thấy là gần đây chúng ta cũng nói rất nhiều về cái mật ước Thành Đô đó, mà nếu mà có xảy ra thật thì là năm 20 sắp tới rồi, nhưng mà chỉ có cái là vì trong chính quyền cứ lập lờ và không công bố cái đó chính thức như thế nào, nó có thật sự không và ký như thế nào thì họ cứ lập lờ. Hiện đến nay không bao giờ họ công bố cái mật ước đó, cho nên mình không hiểu là cái mức độ trầm trọng như thế nào và trong người dân chúng cũng không biết. Và lãnh đạo đảng thì đương nhiên họ phải giấu vì họ có những cái điều mà họ đã lỡ, thí dụ như vì thế nào đấy kia ký với nhau, bây giờ họ không thể rút lại được. Thành ra đó là tình trạng mà Việt Nam cứ mập mờ đó trong bao nhiêu năm vừa rồi, không đứng hẳn về phía Hoa Kỳ mà cũng không đứng, cứ đứng giữa rồi lờ mờ. Cho nên cái cộng đồng người Việt ở hải ngoại cũng rất là lo ngại mà cứ nói với nhau về những cái tin mà có thể là có những tin không đúng về cái vấn đề là đồng hóa. Mà nếu mà có cái mật ước mà nói là năm 2020 là giao hết cho Trung Quốc thì mình sẽ có rất nhiều cái đặc khu, như là Linh Nga vừa nói, sẽ có thể là những cái đặc khu trong những vùng lãnh thổ trong miền Nam, và không, chính người Việt Nam mình sẽ không được phép vô, và chỉ là những người đặc biệt và bằng các bảng hiệu chữ nghĩa dùng tiếng Tàu hết. Đó là cái mà người ta đang lo ngại, có ngày nào đó mình, chính mình về, mình thì mình có về, mình không được vào phép vào những cái khu đất nước của mình, vì bây giờ đã là những đặc khu đặc biệt chỉ dành cho những người Trung Quốc đó. Thành ra là chính như đó là cái mối lo chung mà chúng tôi biết được. Dạ vâng, thì quý vị cũng biết rằng là cái mộng ước bá chủ toàn cầu của Trung Cộng thì rất là lớn, và cũng như là cái việc chúng tôi nói ở đây là Trung Cộng đang có cái nỗ lực là tẩy não cũng như là đồng hóa cái người mà Duy Ngô Nhĩ, cái cộng đồng người Duy Ngô Nhĩ. Thì quý vị cũng biết là đối với phía Việt Nam cũng vậy thôi, cái việc mà Linh Nga nói tới việc là họ xây cái trạm hỏa xa ở Quảng Ninh nhưng mà lại để toàn tiếng Tàu. Rồi là có một cái vụ việc nữa, một cái bản tin là có một lần ở Quảng Ninh thì diễn ra một cái vụ là hỏa hoạn,
Thì khi mà diễn ra vụ hỏa hoạn ở Quảng Ninh thì bất ngờ là người ta thấy rằng là lính cứu hỏa lại từ Trung Cộng, người lính cứu hỏa Trung Cộng lại tràn sang biên giới để đi mà dập lửa ở cái khu vực cháy này. Thì người ta mới đặt câu hỏi là vì sao mà lính Trung Cộng lại tràn sang đây để mà đi cứu hỏa, trong khi lại cháy thì cháy ở Việt Nam. Thế nên đó là những cái vấn đề mà chúng ta cũng thấy rằng là Trung Cộng có những cái âm mưu rất là rõ rệt trong cái việc là họ tìm cách là như là xâm lược. Mà xâm lược không phải là chỉ lãnh địa mà xâm lược văn hóa, xâm lược ngôn ngữ. Quý vị cũng biết rằng là ngay cả lịch sử về ngôn ngữ của người Việt chúng ta cũng vậy. Ngày xưa là bị Trung Cộng là đô hộ 1.000 năm. Rồi sau đó là chúng ta là cha ông của chúng ta thực ra ngày xưa đó là cũng còn phải nói là sử dụng hầu hết là cái ngôn ngữ và cũng như là chữ viết từ là bị nguồn gốc là từ Trung Cộng. Họ đàn áp và họ gọi là xâm lược ngôn ngữ đó và chữ viết của người Việt nữa. Cho tới khi mà sau này người Pháp là cái người mà đã giúp người Việt chúng ta là đưa ra một cái ngôn ngữ riêng của người Việt, là cái đó là nhờ cái công cũng một phần công chữ của người ngữ Pháp đó, nhờ chữ quốc ngữ. Chữ quý vị cũng biết là nếu như không có cái người Pháp họ tới Việt Nam để họ, mà người Pháp lúc đó là họ giúp là người Việt là create, là tạo ra cái chữ viết riêng của người Việt, thì chúng ta sau trước đó thì cha ông của chúng ta cũng vẫn sử dụng cái ngôn ngữ đến hoặc là chữ viết từ Trung Cộng. Và quý vị cũng biết rằng là chúng tôi muốn nói tới việc này là bởi vì chúng tôi muốn nói tới cái nỗ lực xâm lược của Trung Cộng là nó ở nhiều góc độ khác nhau. Và cái việc mà người Duy Ngô Nhĩ hiện nay bị bạo, gọi là bạo ngược như vậy đó, là cũng chưa có nhiều cộng đồng họ lưu tâm. Nhưng mà hôm nay thì cái bài viết này đã lên cái trang nhất của cái tờ xã luận Libération của Pháp Quốc. Hy vọng rằng là sẽ có những sự lưu tâm nhiều hơn về cái tình trạng của người Duy Ngô Nhĩ. Quý vị cũng hiểu là bây giờ với cái thời đại bây giờ đó, đi Nga cũng thấy đó, là nếu mà xâm chiếm một cách mà thẳng thắn, cụ thể quá thì nhiều khi thế giới đang nhìn vào thời đại bây giờ cũng là thế kỷ 21 rồi, thì nhiều khi họ không dám, nhưng họ sẽ xâm chiếm bằng những cái hình thức tinh vi hơn, là giống như tầm ăn rau dâu đó, người ta hay nói nhớ. Tức là cứ lấn thì từ bằng cách đồng hóa, bằng cách cho lấy vợ lấy chồng, bằng cách lập những đặc khu họ qua, và hoặc là đem công nhân qua dưới hình thức như là công nhân, nhưng kỳ thực từ từ lấn chiếm, và cuối cùng là một lúc nào đó họ sẽ chiếm hoàn toàn Việt Nam. Đó là cái mối nguy mà mọi người để ý. Chứ còn cái cuộc chiến mà bây giờ trực diện thì đôi khi thời này cũng khó xảy ra, là vì chúng ta cũng hiểu là với cái thời đại văn minh bây giờ, nhưng mà họ sẽ bằng hình thức này thứ khác, họ sẽ xâm chiếm từ từ, từ ngôn ngữ đến các cái đặc khu, hoặc là đưa lấy cớ là công nhân họ qua làm việc bên này, đó là đủ thứ hết, rồi kết hôn nhiều diện lắm, nó sẽ đưa đến từ từ là chúng ta sẽ bị mất toàn cõi Việt Nam. Dạ, thì thưa quý vị là cái bản tin vừa rồi chúng tôi cũng đã đưa cái vấn đề về cái tình trạng hiện nay của người Duy Ngô Nhĩ, và qua đó thì chúng ta cũng thấy được là cái âm mưu xâm lược cũng như là một cái bàn tay sắt và rất là độc tài của chính quyền Trung Cộng đối với nhiều dân tộc khác nhau, chứ không riêng gì cái vấn đề hiện nay đang diễn ra tại bãi Tư Chính Việt Nam, hay là tại đối với phong trào độc quyền dân chủ của người Hồng Kông. Thì qua đó thì chúng ta cũng nên phải rất là lưu tâm và phải cảnh giác trước những cái vấn đề liên quan tới Trung Cộng, cũng như là trong vài ngày trở lại đây thì người dân Kazakhstan họ cũng đã biểu tình để chống Trung Cộng. Quý vị cũng thấy rằng là cái phong trào chống Trung Cộng hiện nay là nó lan rộng khắp toàn cầu chứ không riêng gì một nơi nào hết, bởi vì tất cả nhân loại đang dần nhận ra cái âm mưu và những cái âm mưu xâm lược rất là lớn và bá chủ toàn cầu, cái mộng bá chủ toàn cầu của người Trung Cộng. Thì cái bản tin này nó cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của VMTV, chương trình Breaking News của đài chúng tôi. Một lần nữa thì anh Ngọc Trọng và Linh Nga cảm ơn quý vị và chúc quý vị một cái dịp cuối tuần được thư giãn và nhiều niềm vui. Vâng, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi tin tức của chúng tôi, và chúc quý vị một cái nice weekend.